Hello, ngày mới nha anh em ơi. Ngày mới phép chúc toàn thể anh chị em vui khỏe an lành nha. Em sẽ cập nhật xe ngày mới như thông lệ nha mọi người. Ai yêu xe nào thì alo ủng hộ phép xe máy nha cả nhà. Phép xe máy chứ không phải phép xài đực như mấy anh trai kia đồn đoán đâu nha mọi người. Em cứ mỗi lần live stream cái móng kêu bằng phép xài đực không, buồn không muốn nói. Quá trời giấy tờ bây giờ nó gồm gà, nó khó khăn anh em ơi. Hồ sơ hồ xiết giấy tờ gì đó anh em thông cảm nha anh em. Cố gắng qua cái khúc cua này là nó sẽ mọi thứ nó trở lại ok thôi. Bây giờ căng quá. Anh em mua xe ở phép thì cố gắng mà đợi anh em những cái tớp xe mà đã mua trước đó. Từ từ nó mọi chuyện nó ổn định lại. Nó hình như năm nào vậy đó. Nó cũng có con cua gắt vậy đó. Thông tư này thông tư nọ toàn là làm những cái điều kia là phiền tối đến nhân dân là chủ yếu. Em thấy chả có cái thông tư nào mà làm cho dân sướng đó chứ. Khổ thế. Ở một cái đất nước nghèo nó như vậy phải chịu thôi cả nhà. Bởi vì dân mình đã nói đó mà, cái thủ tục hành chính nó nói đó mà, cái luật pháp luật gì ở Việt Nam dân mình sợ lắm, ngại va chạm dữ dằn luôn. Còn ở Mỹ nước phát triển không có đâu nha, chịch cái chút là ra tòa đó, chịch chút cái là nó thuê luật sư đúng không, nó ra tòa. Cái chuyện ra tòa với nó là những bình thường đó. Rất là bình thường, rất chi là bình thường. Kể cả dù anh em mà có vi phạm giao thông đó, uống rượu trong khi lái xe này kia đâu đó, là nó cũng ra tòa đó. Cái đem ra tòa. Tại vì đối với nó là nó lực nó rất là rõ ràng. Nó rất là rõ ràng, nó rất là dễ dàng cho người ta dân anh em. Đó, ra đó là đúng sai nó đầy đủ hết đó. Còn Việt Nam mình đâu, nói tới mà ra tò là ai cũng quýu. Đấy là tôi ví dụ đơn thuần. Nói chung giấy tờ giờ nó hơi khó nha anh em. Phép quay video buổi sáng này báo anh em có vậy để anh em thông cảm. Còn cái thông tư này thông tư nọ có thấy như năm nào cũng ra hết trơn á, rồi mọi thứ cũng đâu vào đấy thôi, cứ bình tĩnh. Giờ nào mà áp dụng đi rồi tính. Còn anh em mua xe ở đây anh em yên tâm đi, sang tên ok hết. Có một cái là anh em biết sao không, do chỗ này nó làm khác chỗ kia làm khác, rồi là nó thay đổi thủ tục nhiều quá, thành ra nó gây cản trở khó khăn mình chút thôi. Ví dụ như đó rút hồ sơ từng hai tuần hoặc là ba ngày hai ngày một ngày vậy đó, bây giờ thì nó rút được thông tư nó hơi chậm vậy thôi chứ không có gì hết á. Xe ở đây toàn bộ mình là chính chủ hết đó, anh em cứ yên tâm đó, rồi để cho nó thoáng thì làm hồ sơ giấy tờ chỗ huyện làm huyện nghỉ, chỗ thì từng làm ngày, chỗ từng làm ba ngày, chỗ từng làm hai ngày, tùm lum hết anh em ơi. Thôi thì có gì cố gắng mong anh em rộng lòng là bỏ qua cho vấn đề chậm chạp giấy tờ hồ sơ như anh em, chứ giờ em cũng biết nói gì sao nữa. Bây giờ nhờ có một số tỉnh em gặp xe cái biển số đó em không dám mua luôn á, em ngại mua luôn á. Hoặc là có những anh em mà lại đây bán xe hay là gì hay là mua xe ở chỗ em mà ở tỉnh đó em cũng chạy nữa, tại bây giờ nó nhập nó hành quá, giặt mình bán về đó thì khi anh em không hiểu người ta nói sao mà chậm chạp này kia đâu, người ta hiểu thì mình không nói rồi. Ở đây thì cửa hàng lúc nào cũng làm hết trách nhiệm mọi thứ. Giờ con số tỉnh nó điện cho dịch vụ, điện cho cò nó không nghe máy đó, anh em biết rồi đó, nó không nghe luôn á. Giờ nó có nhận hồ sơ con em đi lên trước đó đi, bây giờ nó cũng ôm ở nhà nó không dám nộp đó, nộp là nó sợ dính vào đó kẹt của nó, là anh em hiểu đó, bị cò đó. Giá xe dành yên như nè, còn mà xe mà chính phép mua của anh em đó, xe chính chủ luôn đó, xe của anh em đứng tên luôn đó, mà kêu đi rút hồ sơ bây giờ ông ghen lên ghen xuống luôn,
đó, xe của ổng không tự rút tự đi làm, nó rút về hộ kinh doanh, rút về cửa hàng đó, ví dụ như mấy chiếc xe này gỡ con số đi rút khóc với chảnh chân nghe đó, để cho mấy anh biết cầm hồ sơ tự đi rút đi, biết cho biết cái nỗi khổ của người bán xe, nỗi khổ của người làm giấy tờ hồ sơ, để mấy anh không hiểu mà nói ôi, rút trong ngày ra, rút ra liền, tưởng đâu giấy tờ dễ ăn lắm, lúc trước thì sao chứ, hoặc là tùy theo địa phương thôi chứ anh em nào bây giờ mà rút ra liền hay là mà có đài mạnh vậy đó thì ới em tiếng hả, em gửi hồ sơ đi rút, nói với mấy anh là cái tiền hồ sơ em một tháng là trên dưới 40 triệu đó, tính bình quân đó nha đó. Thường xuyên là hơn 40 triệu tiền giấy tờ hồ sơ đó, chứ không phải chuyện đơn giản đâu, chứ không phải như anh em biết có một hai quyện đó ở được một hai chỗ đó rồi cái là làng lên, chứ ở đây tôi rút có ngày xong rồi trong ngày á, ngon rồi ngon. Anh em cần thế nào alo nha anh em, lên đây video nói cho anh em hiểu đó, kể tình hình giấy tờ giờ nó hơi chậm chạp khó khăn chút xíu, nó nói nôm na nói chung lại là nó như thế, tại bị hành quá dày bị giật á anh em ơi hả. Rồi mong anh em thông cảm, có gì đó rồi alo rồi thương thảo với nhau, còn anh em yên tâm ha, nói một câu duy nhất là cửa hàng vẫn chịu trách nhiệm đến giọt nước cuối cùng với anh em, anh em không cứ yên tâm, xe cộ nào anh em đợi chờ không được, không sang tên được, anh em cứ gửi trả về cửa hàng một thường một nha đó, nhưng mà rất là mong muốn anh em hiểu và thông cảm cho nó qua cái khúc cua khó khăn này nha anh em. Mình sống nói chung là con người nha thôi, mình cũng phải nha có một cái đồng cảm thông cảm nhau chút xíu anh em ơi, chứ bên em hoàn toàn không muốn giấy tờ, nói chung là phải nhận được anh em là phát đi liền, nhận được phát đi liền hết, em không nghĩ là nó khó như luôn, mình tính trong bụng là chắc qua dịch này ông cũng nghĩ lâu rồi, qua dịch này chắc có thể ông cũng nhẹ tay lại ha, lực pháp được thông thoáng đi cho người ta làm nó đỡ tồn động hồ sơ, ai giờ đâu giờ buông ra giờ nó căng như là dây đờn vậy đó. Đó, chính xe của ổng luôn đó, ông đi ông rút mà ông nói nó cầm hồ sơ trên tay rồi nó không đưa ổng, nó nói cái gì á ông không biết, sẽ chính chủ không đó, ông đi rút đó mà điện cho bà xã có người khóc đấy. Rồi mọi người ơi, cần xe nào thì alo nha mọi người, nãy giờ em cũng quay sơ chừng đó, có gì thì cứ alo cho bên em. Rồi tiếp tục ở đây nha anh em ơi, mấy xe này giá cũng đi trên điên rồi nè, cái dẹt hai càng này 36 triệu nha anh em, bán giảm luôn. Giá trên điên luôn mọi người, cái này Swift đời đầu quá, 206 đó, máy rin 10.500 mà, còn máy Swift tem qua văn này 11 triệu, cái xe Swift thì máy khỏi bàn anh em ơi, máy chắc lắm. Suviva FI rồi, dãy xe ga nha nè, Vision
Quy xanh đó đợi không giờ đạp nha anh em, có 20 triệu 500 mà. Còn AB này 21 triệu một chiếc. Giá quá tốt ha. Còn Janus 18 năm ha. Janus xài ổ khóa smart key cho mấy bé nhỏ nhỏ, mấy học sinh sinh viên rồi đi là ok. Đấy. Còn này là Akusho. Đó có 16 triệu. Còn này thì Noya Grande 18 năm. 9 triệu rưỡi, này 11, cái này 8. Này Vision. Vision này bớt 500 đó, 11 10 triệu 500 đó. Giá trên đi luôn em. Liberty có 16 triệu bạc rồi nha anh em ơi. Xe rất là đẹp luôn. Xe đẹp lắm. Nô 4 rồi. Nô 4 là 9 triệu. Này 16 năm. Này 16, này 20 năm nha anh em. Cái này full 2 full quay ha. Full đẹp luôn. Này Super Rim. Alpha cộng. Alpha cộng này 20 triệu 500. GS này 10 triệu. Sirius này 11 triệu. AB đầu bò này 12 triệu 500. Lexico là 12 triệu. Lấy cái viết ghi giá này. Để còn quên nó chưa vậy. Chiếc này không nhớ giá luôn. Xe này như là 24 triệu. Xe này nhiêu quá rồi ta? 22 hả? Này cúp 82 không đề nữa ha. 18 triệu. Xe có máy chạy ghiền á, đã lắm. Bọn này tâm 90 tắt lên trường anh làm clip chút chừng. Nó bốn của nó không cọc rồi. Ông mua chiếc quét 3 á. Này 14 triệu. Này tâm 50. Tâm 50 hỏi ông nói chuyển tiền không chuyển đang anh bán ha, để đợi hoài. Không nào. Cái anh mua Quest 3 mình á bên Phú Tân á. Ừ. Này lên xăm nha nè. Xe này còn khá là đẹp luôn. Con này xe tay ga mà xài nhôm sinh dễ nè. Nó giống như thằng Honda GSX AT á nè. Giống vậy đó, hai thằng nó ra nó đua nhau đó. Suzuki Stinger hay thầy. Rồi hai chiếc này thì chốt hết rồi. Còn dưới đó thì xe của anh em gửi. Để quay cho anh em coi mấy xe anh em gửi nha. Anh em nào mà có nhận được thì liên hệ. Còn không nhận thì ở đây là đảm bảo an toàn nha anh em. Đây trong đây nữa nè. Trong đó thì một chiếc Suzuki Raider và một chiếc Suzuki Royal hay thì hôm qua anh em gửi 500 đô vậy. Để gì đó cắt. Rồi, anh em nào quan tâm xe cộ nào tại cửa hàng xe máy Khánh Pháp thì liên hệ bên em nhé anh em ơi. Số điện thoại của nhân viên thứ nhất Trường 0961 374 375. Số nhân viên thứ hai Sang 0325 55 330. Và số của Pháp 0948 66 9949 nhé.
Rồi, xin cảm ơn.